Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 của cuốn số 33 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh truyền hình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hình ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Đó là một con số không hề nhỏ, rất có thể một cao thủ nào đó đột phá lên cảnh giới cao hơn. Nếu chốt đạo hạnh này rơi vào tay của một trích nhân quân tử thì còn đỡ. Nếu chẳng may rơi vào tay kẻ có lầm giả khó lường, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng phải sẽ làm tổn hại đến ấm đức của lão tử hay sao? Về một ý nghĩa nào đó mà nói tôi chính là nhân viên bảo quản ở nơi này, đạo hành bị đánh cắp, Trách nhiệm gián tiếp có thể đổ lên đầu của tôi Tôi không gánh được tai họa này Tôi đến một con hẻm tôi dừng chân lại Nhắn thận nên là chim bưng Nhìn chầm chầm vào một bức tường trắng đất đổ mất một nửa Ở đó có những dòng ký tự màu đỏ Nhìn vô cùng chói mắt Phương Cường rất xin lỗi Tôi không thể nói lời nào mà lấy đi hơn nửa đạo hành. Tuy nhiên ta vẫn để lại cho ngươi một phần nhỏ. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thăng cấp của ngươi. Xin đừng tức giận Việc này đang đi đúng quý đạo của nó Từ rất xa xưa ta đã mơ hồ đoán được ngày này Nhưng mà bên trong vẫn còn đầy rẫy những biến cố Cũng mày mà ngươi không làm cho ta thất vọng Trước mắt ta cảm thấy rất hài lòng với cơ thể hiện tại Cho đến ngày hôm nay cuối cùng ta cũng có thể thông báo ta đã trùng sinh rồi Ta, Lâm Danh Nhữ đã trở lại Phía dưới hai chữ ký một của Lâm Danh Nhữ, một của Tử Yêu Kim Lăng tôi cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn đào sấm sét đánh giáng xuống đầu của tôi đầu tiên tôi đất tỉnh ngộ qua mắt của tôi gần như là sắp sách ra đến nơi tự yêu kim lăng hóa ra là thủ phạm chính là tự yêu kim lăng cuối cùng tôi cũng tìm ra cốt lõi trong kế hoạch dài hàng trăm năm của lâm danh Nhữ bề ngoài tôi chính là mục tiêu lâm danh Nhữ thông qua rất nhiều lý do muốn cho tôi hấp thụ đạo hạnh của hắn ta khi tôi hấp thụ quá nhiều ý thức tàng ẩn của hắn ta sẽ có thể bao phủ, đồng thời thay thế chiếm đoạt lấy ý thức của tôi. Điều này rất hiển nhiên bởi vì hắn ta mạnh mẽ hơn tôi. Trong cuộc chiến tranh đoạt quyền khống chế thần xác, nhất định tôi sẽ rơi vào thiên hạ phong. Sau đó thì ý thức của bản thân tôi có thể sẽ tiêu tán. Cũng chính vì tính khả năng này, tôi đã luôn phải cảnh giác cao độ với lầm giành nhữ không bao giờ để hắn ta có cơ hội làm chim tu hú đi chiếm tổ. Thầy vốn đã nghĩ rằng bản thân của tôi luôn làm việc cẩn trọng, không để xảy ra sơ suất. Nhưng mà lúc này, khi mà nhìn những dòng chữ màu đỏ trên bức tường trắng, đột nhiên tôi rất muốn ngã ngửa mặt lên trời mà trời. Cười vì bản thân đã quá là ngu ngốc, bởi tôi cho rằng lâm danh nhữ không thể tính toán ra được điều này, làm sao có khả năng cơ chứ những dòng chữ màu đỏ để lại đã tiết lộ hắn ta rất tinh thông thuật chiêm bốc từ mấy trăm năm trước hắn ta đã tính toán phản ứng của tôi hàng trăm năm sau hắn biết tôi sẽ không bao giờ dễ dàng bị khuất phục cho nên hắn ta không có ý định mượn thân xác của tôi để tái sinh kế hoạch đại hình này ngay từ đầu đã quá định mục tiêu chính là từ yêu kim lăng điều mà lâm danh nhữ đã chiếm bốc ra đó là sau hàng trăm năm sau tôi sẽ tách ra một phần ý thức bản thể của tôi để truyền vào thân thể của tử yêu kim lăng đây chính là một thủ đoạn chế luyện tử yêu mà tôi học được từ hạ bình cho nên hắn ta mới nhằm vào điểm này hắn ta đã sắp xếp trước tất cả mọi thứ tử yêu kim lăng đã bị động chân động tay kể thực là do tử hồng khô cốt đã cung cấp cho tôi coi như tử hồng khô cốt đưa đến bên cạnh tôi vậy mà tôi vẫn coi đó là một chiến tích nhưng tôi đâu có biết Nó sớm đã nằm trong mọi sự tính toán của Lâm Danh Ngữ Tôi vẫn luôn cho rằng trong quá trình luyện chế tự yêu Đã xảy ra sai sót gì đó Khiến cho tự yêu Kim Lăng sản sinh ý thức tự chủ Kể thực đó không phải là ý thức của tự yêu Kim Lăng đã tự làm chủ Mà đó là quá trình ý thức của Lâm Danh Nhữ đang dần dần tỉnh lại Khi ý thức của tôi quay trở về thời cổ đại Để xem một cuộc đời của Lâm Danh Nhữ rất có thể một phần ý thức của lâm danh nhữ đã phó nhập vào tôi sau đó tôi quay trở về thời hiện đại tìm cơ hội chuyển ý thức của lâm danh nhữ sang người của tử yêu kim lăng tất nhiên đây là suy đoán của tôi dựa trên các manh mối chưa chắc đã chính xác tình hình thực sự ra sao chỉ có lâm danh nhữ mới biết được hoặc cũng có thể là thân thể của tử yêu chính là do năm xưa lâm danh nhữ đã chuẩn bị sẵn hắn ta đã để cho vợ vượt qua dòng sông dài thời gian để gửi tới thời đại này. Còn có rất nhiều khả năng khác, nhưng cốt lõi vẫn là xoay quanh kim lăng để bố cục. Mà quảng mặc cấp thậm chí là cả lam liên và đồng lăng, bọn họ đều là một phần nhỏ trong kế hoạch khổng lồ này. Lâm danh nhữ đã che giấu rất hoàn hảo cốt lõi của đại cục, ngoài trừ từ hồng khô cốt và mặc quảng, có thể biết được nội tình tuyệt đối không ai có thể nghĩ ra mục tiêu được quá định thực sự của hắn lại chính là kim lăng sau hàng trăm năm được trùng sinh điều này đồng nghĩa với việc nghịch thiên cải mệnh vượt ra khỏi quy luật thưởng thức của thiên địa cũng coi như hành vi thoát khỏi sự khống chế của luân hồi bởi vì điều bất thường này đã vượt ra ngoài phép tắc của trời đất để có được một loại đặc quyền rất đáng sợ vì nguyên nhân này mà hắn ta có được cơ hội kết hợp với đạo hành sớm đã được bảo lưu của hắn và vỡ ngưỡng bán bộ phi tiên vươn lên hàng ngũ hàng cao thủ đỉnh cao mạnh nhất thế giới có được thì có mất thân thể của lâm danh nhữ đã tu luyện cả đời đã bị vấy bỏ thì cũng không biết thân thể lâm danh nhữ đã biến đi đâu thân xác của con người chỉ là một chiếc túi da hôi thối cho dù là bậc trí giả hay là kẻ tiểu nhân ai không phải xa bỏ cái túi da hôi thối của mình đây lâm danh nhữ kiên quyết vứt bỏ thân sắc của mình để mặc cho chủ thể linh hồn đầu thai làm tôi trong kiếp này hắn ta chỉ giữ lại một đạo ý niệm linh hồn của bản thể để riêng sinh trải qua thời gian dài đến mấy trăm năm đem tất cả mọi người tính toán trong lòng bàn tay cuối cùng hắn ta cũng thành công trong việc trùng sinh mặc dù tôi rất tức giận nhưng mà cũng phải thừa nhận Lâm Danh Nhữ đúng là anh hùng cái thế. Không chỉ tàn nhẫn với người khác, đối với bản thân của mình càng tàn nhẫn hơn. Kẻ đại địch mà cả đời của hắn không đánh bại được chính là Mao Sơn. Có thể trong kiếp này nhất định sẽ bị hắn đánh bại. Đây chính là mục tiêu lớn nhất của Lâm Danh Nhữ. Tiếp tục suy diễn thêm một bước. Với tâm tính đáng sợ của mình, liệu Lâm Danh Nhữ sẽ mang tới cho thiên hạ những thứ gì đây? Cho đến thời điểm hiện tại cuối cùng thì ngay chúng tôi đã hoàn toàn tách biệt. Tôi là tôi Lâm Danh Nhữ là Lâm Danh Nhữ. Tuy chúng tôi sinh ra trong cùng một đạo linh hồn nhưng mà lại là hai kẻ xa lạ, mỗi người đi trên con đường của riêng mình, là những cá thể có ý thức tự chủ. Tất cả đều rõ ràng, như vậy cũng tốt. Liên quan về vấn đề này còn có rất nhiều những điểm nghi ngờ, còn rất nhiều điều mà tôi chưa thể hiểu được. Có rất nhiều chi tiết chưa biết phải làm như thế nào Bởi vì trong tay của tôi có quá ít mảnh mối Lúc này lòng giả của tôi đang rất là dối bời Phương diện pháp thuật linh hồn và chiêm bốc chính là điểm yếu của tôi Nhưng mà hiện tại xem ra đó lại là điểm mạnh của Lâm Danh Nhữ Hắn ta đã che giấu kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này Cũng chính vì vậy Ngay cả khi tôi đã trải nghiệm gần như qua cả cuộc đời của hắn ta tôi vẫn không giỏi trong hai lĩnh vực này. Tôi không có cách gì để cảm nhận được trước những cốt lõi bố cục của Lâm Danh Nhữ là gì. Lâm Danh Nhữ đã tính trong xương cốt, không thể dựa vào kinh nghiệm của hắn ta trong kiếp trước để suy đoán được kế hoạch mà hắn ta đã tiến hành. Chỉ nói về khả năng bố cục kiếp trước của tôi và kiếp này của tôi đã chênh lệch nhau đến hàng vạn năm. Điều quan trọng nhất chính là trong thân thể kim lăng có một đạo ý thức bản thể của tôi, tương đương với linh hồn bị phá vỡ, cho nên Kim Lăng mới có thể nghiệm chứng được thân phận để tới tiểu không gian của thành phố treo ngược này. Ở một cái cảnh nào đó mà nói, tôi Kim Lăng và Lâm Danh Nhữ đã coi là ba người đồng một thể. Cho dù là ý thức hay trên cơ sở này phát triển thành ký ức hay tư duy của cá nhân, tất cả đều bắt nguồn từ một đạo linh hồn đương nhiên về tư cách đều ngang nhau. Nói cách khác, một đạo ý thức phần lì của tôi trong thân thể của Kim Lăng, linh hồn có thể thông qua nghiệm chứng của thành treo ngược này. Đó là còn chưa nói đến thần thức của Lâm Danh Nhữ đã dung hợp vào thân thể của Kim Lăng để trùng sinh. Hai loại thần thức bất nguồn tựu nhất mạch dung hợp vào một chỗ, cũng không vượt quá phạm trù bản nguyên của linh hồn tự nhiên sẽ không bị thành treo ngược cự tuyệt không cho vào. Nếu trong những liên kết này xảy ra vấn đề gì, thành phố treo ngược sẽ không cho phép ý thức của Lâm Danh Nhữ tới đây để mà lấy đi đạo hạnh dự trữ. Với sự dung hợp của ý thức mới, hắn ta hấp thu đi phần lớn đạo hạnh dự trữ ở nơi này, sau đó thì quán trú vào thân thể của Kim Lăng. Hoàn thành bước quyết cầm Lâm Danh Nhữ tự nhiên sẽ sống lại. Tóm lại Lâm Danh Nhữ thông qua bố cục đáng sợ này thành công trong việc tái sinh chuyển thế trong thân thể của Kim Lăng. Thảo nào mà Kim Lăng được sinh ra từ một đạo ý thức bản thể của tôi lại mạnh mẽ đến như vậy. Hắn ta dám chủ động cắt đứt sự liên hệ linh hồn với tôi. Hóa ra trong thân thể của hắn ta luôn tàng ẩn ý thức của Lâm Danh Nhữ. Tôi nhớ lại lần cuối cùng linh hồn tôi trò chuyện với Kim Lăng khi đó Kim Lăng đã nói rằng hắn ta đã tìm được một nơi thích hợp để bế quan tu luyện. Kể thần bắt đầu kể từ lúc đó, thần thức của Lâm Danh Nhữ trong cơ thể của Kim Lăng đã hoàn toàn khống chế thân thể của hắn ta. Thế lại lần đầu tiên tôi tới thành phố treo ngược hấp thu một phần mười đạo hành. Không bao lâu sau ý thức của Lâm Danh Nhữ như được trùng sinh, tôi có thể tính là ý thức của Kim Lăng đã tới nơi này căn bản là hắn ta không làm kinh động đến tôi thần không biết quỷ không hay hấp thu đi phần lớn đạo hạnh lúc này kim lăng người đã hoàn thành công việc trùng sinh có thể hắn ta đang ẩn náu trong một khu rừng già trong núi sâu nào đó cố gắng tiêu hóa đạo hạnh của chính mình trong kiếp trước trùng sinh nhất định hắn ta sẽ phải lợi hại hơn kiếp trước nhiều lần không có thể hắn ta đã thực sự phi thăng đến cấp độ bán bộ y tiên nhờ vào tác dụng có thể chuyển nhân quả nghiệt tội của sơ đại quỷ quan lâm giành nhữ mới trùng sinh ra sẽ không sớm bị thiên kiếp khóa định hắn ta sẽ làm vua đại địa với tư cách là bán bộ phi tiên có thể đi lại tự do trong thiên hạ mục tiêu đầu tiên tất nhiên sẽ là đại khai sát giới với mao sơn tôi xác định rồi lâm giành nhữ đã cho tôi xem toàn bộ trải nghiệm trong kiếp sống của hắn Kỳ thực là nó không hề hoàn chỉnh, có rất nhiều sự việc hắn ta vẫn che giấu. Lúc này phải chăng Lâm Danh Nhữ đã ở cùng Mạc Cốc và Mạc Quảng? Cho dù Lâm Danh Nhữ không đi thăng cấp, sức mạnh của hắn cũng đã là khủng bố vô song. Đấy là còn chưa nói đến chủ nhân của sư đại quỷ quan, vốn dĩ không phải là tôi. Chẳng lẽ sẽ có một ngày nào đó sư đại quỷ quan sẽ bị hai vợ chồng Lâm Danh Nhữ và Mạc Cốc đến đòi lại? Nghĩ đến đây thì toàn thân của tôi không rét mà run. Việc đã đến nước này tôi đã nhận thức được những màn xảy ra tiếp theo, nhưng nó không hề có lợi ích gì cả. Sự tái xuất của siêu đại ma đầu, tổ sư đại khai âm dương dưỡng quỷ tông lâm danh nhữ là không thể ngăn cản được. Tôi nhìn những dòng chữ màu đỏ trên tường, trong đầy mắt của tôi đã bắt đầu bốc lửa. Một cục thế quá lợi hại, tự đặt mình vào chỗ chết để ngày sau tái sinh. Lầm Dành Nhữ đúng là không thể tin được. Hắn ta thực sự không hề sợ trong tính toán của hắn ta sẽ xảy ra sự xuất, dẫn đến cái chết thực sự cho hắn ta. Có thể nói sự can đảm của hắn ta không thể tưởng tượng được. Hai chữ điên cuồng là không đủ để miêu tả hành động của hắn ta. Mỗi phút mỗi giây hắn ta đều chấp nhận bước trên lưỡi dao để qua sông bản lĩnh của hắn ta chỉ có thể dùng hai từ khủng khiếp để miêu tả để nói về linh hồn xuất thân từ nguyên một nguồn gốc vậy mà có đến sự tồn tại của ba cá thể lâm dành nhữ kim lăng và tôi trong kiếp này nếu chỉ cần có một chút sai lệch lâm dành nhữ sẽ vĩnh viễn biến mất mục đích của hắn khi làm tất cả những điều này chính là dựa vào sức mạnh nghịch thiên trùng sinh của mình để phá vỡ ngưỡng tấn phong lên bán bộ phi tiên Lâm danh Nhữ tự nhận mình là đứng thứ hai, thì cũng không biết ai là người đứng thứ nhất. Tờ yêu Kim Lăng không bị khống chế, tôi vẫn luôn cho rằng trong lúc vận hành pháp thuật đã xảy ra sơ suất gì đó, cho nên tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà cho đến thời điểm này nhìn nhận lại những việc trong quá khứ, tôi mới phát hiện ra rằng sự tồn tại của Kim Lăng sớm đã nằm trong kế hoạch quan trọng của Lâm Danh Nhữ Tôi không biết nhiều về Kim Lăng, nhất là trong những trải nghiệm lúc sinh tiền của tự yêu Kim Lăng. Tôi không hề biết được một chút nào cả. Đạo sinh cơ trong lực trường của Ngạc Thủ Sơn chính là hắn ta. Thân xác được trùng sinh của tự yêu cũng chính là hắn ta. Nhưng mà kỳ thực hắn chính là mấu chốt cho sự trùng sinh của Lâm Danh Nhữ. Đáng tiếc là tôi chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này. Không thể nói là tôi không thông minh chỉ có thể nói là Lâm Danh Nhữ quá đáng sợ. Nếu đổi lại là người khác nhất định cũng sẽ bị hắn ta rất mũi. Lâm Danh Nhữ Tôi liền vẫn nổ hết lên tay nắm chặt thành nắm đấm. Sau một hồi tức giận thì đột nhiên tôi ngửa mặt lên trời mà cười giống như một kẻ đã phát điên. Đúng vậy, tôi thực sự bị hắn ta đánh lừa nhưng mà không phải là tôi không có những cái lợi. Ít nhất là tôi không cần phải lo lắng một ngày nào ý thức của tôi hoàn toàn biến mất. Sau đó thì trở thành một kẻ đại ma đầu, khiến cho mọi người đều phải úy kỷ. Đây là một lợi ích sự, nút thắt trong lòng của tôi được giải tỏa. Hãy nói về những phương diện lợi ích khác. Bắt đầu từ nay tôi và Lâm Danh Nhữ là hai người hoàn toàn riêng biệt. Tôi không còn ảo giác Lâm Danh Nhữ chính là tôi nữa. Đây thực sự là một niềm an ủi rất lớn về mặt tâm lý bởi vì lâm danh nhữ đã làm quá nhiều những việc tàn ác tôi thực sự không biết phải đối mặt với khoảng trống tâm lý này như thế nào nhưng hiện tại thì đã tốt rồi tôi không cần phải mặc cảm vì tội nghiệp của mình trong kiếp trước đối với chúng sinh nữ nếu nhìn là một góc độ khác tôi như là người mới được sinh ra thêm một lần tuyệt vời quá là tuyệt vời tôi đã cười một lúc lâu dần dần cũng bình tĩnh trở lại và đã đóng thành thuyền hãy quên chuyện về lâm danh nhữ đi. Dù sao thì hắn ta vẫn để lại cho tôi một phần của đạo hành, coi như là sự bù đắp về tổn thất tâm lý của tôi rồi sao. Vậy thì tôi cứ thoải mái hấp thụ là được, không cần phải cố kỵ gì nữa. Đây cũng coi là cái may trong cái rủi. Phúc họa luôn đi cùng nhau, ai có thể nói rằng sự việc này đối với tôi mà nói đã không phải là phúc báo và giải thoát đây thì đứng nhìn chằm chằm vào những chữ đỏ trên bức tường trắng một lúc lâu cuối cùng dựa vào phương thức tự điều chỉnh của mình tôi mới lấy được bình tĩnh con người mà làm gì có cái chuyện luôn thuận buồm xuôi gió hiện tại sự việc này cũng không hẳn là một việc xấu vì vậy tôi cứ an nhiên tiếp nhận là được rồi sau này có xảy ra biến hóa gì tôi lại đi ứng phó là được rồi làm danh nhữ cũng rất thú vị hắn ta đã để lại cho tôi một phần tài nguyên đạo hành để dự trữ vậy thì tôi không cần phải khách sáo phần đạo hành còn lại không chứa ý chí của lâm danh nhữ chỉ cần hấp thụ là được rồi việc chức là phải giải quyết lão quỷ vạn năm đổ mai quân sau đó hãy tính đến chuyện khác cơm phải ăn từng miếng từng miếng một việc phải làm xong từng việc một nói tóm lại thì cho dù trời có sập xuống cậu sẽ có người cao hơn đứng trên. Lúc này tôi không cần phải lo trời sập xuống, đó không phải là một vấn đề lớn. Bảo trì ý niệm này tôi điều chỉnh tâm trạng lại một lần nữa, sau đó tôi đưa mắt nhìn về thành phố miệng hô lên, thành phố đạo hạnh giái Cộng với tiếng hô của tôi các tòa nhà kiến trúc còn lại sụp đổ, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng năng lượng. Theo sự chỉ dẫn của tôi, luồng năng lượng tràn đầy vào cơ thể một cảm giác đau đớn quen thuộc lướt qua cơ thể của tôi. Tổng số lượng đạo hành hấp thu lần này nhiều hơn lần trước gấp mấy lần. Hy vọng tôi có thể dùng những tài nguyên đạo hành này để mà thăng lên cấp độ lục địa thần tiên. Thế nhưng vì lâm danh nhữ đã lấy đi gần hết đạo hành, cho nên tôi không thể chạm vào ngưỡng bán bộ phi tiên. Cũng được, tôi vốn không định sử dụng tu vi đạo hành của lâm danh nhữ để tấn thăng lên cấp độ bán bộ phi tiên. Sau này sẽ không có tài nguyên đạo hạnh nào để sử dụng nữa, tôi đành phải dựa vào chính bản thân của mình mà thôi. Tôi đã chia lực lượng đạo hạnh này thành hai phần, cũng đã lên kế hoạch, một phần nhỏ trong đó sẽ trực tiếp sử dụng để đối phó với lão quỷ đổ mai quân. Phần lớn còn lại sẽ được cất vào trong hồn thể, sau này sẽ dần dần hấp thụ bởi vì thế lực bên tôi và lão quỷ đồ mai quân đều đồng với nhau chỉ cần thêm một lượng nhỏ đạo hành cũng đã đủ để giáng phục lão quỷ rồi tôi thực sự không cần phải lãng phí quá nhiều tốt nhất là lựa chọn phương thức sử dụng thận trọng mới được sau sự việc này tôi phải tìm thời gian để bế quan tìm cách sử dụng sức mạnh còn lại để phá ngưỡng tấn thăng lên cấp độ lục địa thần tiên như vậy mới có thể chân chính nắm quyền môn chủ Điều khiển sức mạnh của Mao Sơn Quỷ Môn Lại dùng phương thức này hiệu quả hơn gấp nhiều lần So với lần đầu tiên hấp thụ đạo hành để đánh gục đôi vợ chồng đạo quỷ nội gián Sau khi đã hấp thụ xong đạo hành tương nhất lên một tiếng Quay trở về Tôi có cảm giác như bị hút vào trong thông đạo không gian Thân thể xoay tròn cảnh tượng cuối cùng lưu lại trong tôi Chính là thành phố treo ngược phía bên trên đất tan rã ngay cả tiểu không gian nơi giao lưu giữa đạo hành cũng bắt đầu sụp đổ thế đã hoàn thành được sức mạnh tiểu không gian này đã biến mất sau này dù thông qua sơ đại quỷ quan thì cũng không thể tới được nơi đây nữa thành phố treo ngược đã không còn tồn tại mang theo một cảm giác u buồn ý thức của tôi quay trở lại trong linh hồn tôi đột ngột mở mắt ta đập vào mắt của tôi là cảnh tượng lão quỷ vạn năm đổ mai quân thoát khỏi sự quấy nhiễu bằng Nguyễn thuật từ đôi mắt của hồ ly vương ba đuôi lão tà đang lao tới tấn công hồ vương với tốc độ cực nhanh điểm thời gian này rất là vừa vặn trong lòng của tôi cười thầm đột ngột vận hành công lực liền ngay sau đó một khí tức chấn thiên động địa đã lan tỏa hồ vương ba đuôi kinh ngạc quay đầu nhìn sang đổ Mai Quân đang chỉ huy đám quái vật khổng lồ công kích chúng tôi, cống giật mình kinh hồn, Vốn gì lão ta cho rằng đã nhìn thấu bản lĩnh của tôi. Không ngờ vào thời khắc quan trọng nhất, tôi còn có thể bùng nổ sức lực đến như vậy. Đây đúng là một đòn trí mạng. Đỗ Mai Quân là một lão quỷ già đã tồn tại hàng vạn năm, làm sao mà lão ta không hiểu được điều này có nghĩa là gì. Nhưng vào lúc này đã quá buồn để mà lão quỷ lùi lại, bởi vì đòn công kích của đôi bên đã va chạm vào nhau, còn tôi đã sử dụng phần đạo hành mới hấp thu được, chuyển hóa thành luồng năng lượng rộng lớn để công kích đối phương của chúng tôi. Quang mang trói loài những dòng công kích tuyệt thế vô song của đôi bên đã va chạm vào nhau, thiên địa như là vỡ vụn cắt bay đá chạy, trời đất mịt mù, từng luồng năng lượng sóng xung kích nặng nề đè ập đến vô tiền khoáng hậu, mang theo uy lực có thể hủy diệt được tất cả mọi thứ, rất lâu sau cuối cùng thì thiên địa cũng đã bình đẳng, gió cát đều đã tiêu tán. Toàn thân của tôi bị bao phủ bởi những làn khói đen. Một tay của tôi cầm thanh kiếp cỗ đào, một trần dẫm lên vị trí trái tim của lão quỷ đang nằm trên cát. Mùi kiếm chế thẳng vào cổ họng của lão quỷ. Hổ vương ba đuôi yêu hồ từ xa khó nhọc đứng dậy, trên thân thể khổng lồ của cô ta đầy những vết thương, khói đèn vẫn không bốc lên Đôi mắt đỏ như lửa của cô ta đang chuyển động Có vẻ như cô ta không cam tâm Bởi vì bảo bối chiếc thìa kim loại đã nằm trong tay trái của tôi Theo như lời nói lúc trước Người nào có được vật này đầu tiên sẽ thuộc về người đó Lúc này đây nó thuộc về tôi Tôi thuận tay kết nó vào trong ngực Hơn chồng con quái vật khổng lồ đều nằm bất động trên mặt đất Tạo thành những hố cát rất sâu thân thể của chúng đều bị cột tay thiếu chân cấu may là không có con nào bị chết nhưng tất cả đều đã bị trọng thương trên bầu trời cao ảnh trùm đầu bắt vĩ chậm rãi tan biến và nhiệm vụ đã hoàn thành phía đòn bùng nổ cuối cùng phe của chúng tôi rất khó khăn mới đánh bại được lão quỷ vạn năm đồ mai quân giành được chiến thắng cuối cùng trong trận chiến này quả thật là không hề dễ dàng chút nào phương bồn chủ quả nhiên là lợi hại không ngờ ngươi vẫn còn là một thủ đoạn khác như vậy lão thân đã nhìn lầm rồi cho nên mới rơi vào cảnh tượng thảm bại này cũng không, không thể trách ai được chỉ xin môn chủ cho ta được chết một cách thoải mái ta không muốn quay trở lại địa phủ những tháng ngày dưới địa ngục rất khó sống lão thân nguyện vĩnh viễn tàn biến khỏi trời đất lão quỷ đồ mai quân cười khổ quỷ nhãn lóe nền những tia quật cường lão ta nguyện bị tiêu diệt còn hơn là trở về địa ngục để chịu hành hạ tra tấn một lần nữa. Trong mắt của tôi lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, tôi cười lạnh mà nói, lẽ nào chỉ là một lời nói của ngươi là được sao? Hiện tại ngươi chỉ cần ở ngoan ngoãn với ta, phòng ấn. Hàng vạn đạo kim quang lóe lên, sau đó thì một đạo phù triển phong ấn siêu cao đến được tôi dùng tâm ý khống chế. Phong ấn trực tiếp rơi xuống thân thể của đồ mai quân, nhất thời những đạo kim quang giống như là tấm mạng nhện bao phủ từ đầu đến chân của lão quỷ đồ mai quân sau đó thu nhỏ lại bằng quả trứng gà rồi rơi vào lòng bàn tay trái đang mở rộng của tôi tôi đột ngột nắm chặt tay lại bù một tiếng một đạo phù truyền biến mất mở lòng bàn tay ra trong lòng bàn tay trái của tôi có một vật tròn nhỏ màu đen trong đó phòng ấn lão quỷ và năm đồ mai quân để lại tất cả minh tinh trên người các ngươi mang tới đây cho ta tôi liền hét lên với những con quái vật khổng lồ đang nằm trên cát chủ nhân đã bị bắt sống quái vật không còn cách lựa chọn nào khác thân thể chúng chấn động trên sa mạc xuất hiện hơn một vạn viên minh tinh chất lượng cao những viên bình tình bốc lên những làn khói đen sau đó thì đồng loạt bay vào trong lòng bàn tay tôi cho đến lúc này công việc đã hoàn thành lão quỷ và nam đồ mai quân đã bị bắt sống có nên đưa lão quỷ trở lại địa phủ không tôi đang suy nghĩ về điều này qua sự việc của hoàng lão lĩnh tôi phát hiện ra địa phủ có thái độ rất không rõ ràng đối với các lão quỷ vạn năm lúc thì ra lệnh trảm sát lúc thì lại cố ý dùng túng rốt cuộc là thập điện diêm la đang có kế hoạch gì đây tôi thực sự không thể đoán được trong tình huống này tôi thực sự ngại ngần trong việc đưa lão quỷ quay trở lại địa phủ Lần trước rất khó khăn tôi mới bắt được Mỹ nữ quỷ vương trong hoang lão lĩnh. Nhưng mà rất nhanh Mỹ nữ quỷ vương đã thoát khỏi địa ngục. Điều này cho thấy thì giết điều vụ có một nhân vật có thân phận rất cao là kẻ phản đồ. Chỉ có quỷ mới biết được trong quá trình áp giải Mỹ nữ quỷ vương xuống địa ngục đã xảy ra chuyện gì. Lão quỷ đổ mai quân vô cùng căm giận tôi, nhưng mà không dám để cho lão ta dễ dàng trốn thoát được. Nếu không thì tôi sẽ được sự báo thù khủng bố nhất. Có nên giấu giếm địa phủ, sử dụng khống hồn bí pháp để giữ đồ mai quân làm của riêng hay không? Đây sẽ là một thuộc hạ có sức chiến đấu siêu cường, còn mạnh hơn cả Long Yêu Phủ gấp mấy lần. Đối với một dưỡng quỷ sư như tôi, lão quỷ vạn năm này có một sức hấp dẫn rất lớn. Tất nhiên đây mới chỉ là ý tưởng, còn có thực thi hay không để sau này rồi tính. Hồ vương các hạ, các hạ cứ lấy đi 9 phần 10 số minh tinh là được rồi. Bố cục Nguyễn cảnh và cuộc chiến đấu tranh phong, các hạ đã đóng góp cầm sức giật lớn. Nhưng mà ta có thể đảm bảo, lão quỷ vĩnh viễn không còn cơ hội để báo thù các hạ nữa. Tôi đưa mắt nhìn cuồng tử tiên sinh và đồng tử vệ hồ. Trên thân thể hồ vương ba đuôi lóe lên một đạo bạch quang, cô ta đã biến thành tư thái của một tuyệt thế mỹ nhân. Nghe tôi nói như vậy cô ta liền nở một nụ cười ngọt ngào Cũng không hề khách sáo Cô ta nhẹ giọng nói như vậy thì quá tốt rồi Vừa nói xong thì cô ta liền vẫy tay Về hồ cùng với cuồng tiểu chạy vào bên trong sa mạc Sau đó cô ta thì pháp thu thập chiến lợi phẩm Do đám quái vật khổng lồ nhà ra Những vũ khí tùy thân vẫn lưu lại trên người của lũ quái vật Hồ vương ba đuôi cũng không phản đối về điều này Tôi nguyện ý chia cho cô ta 9 phần 10 số minh tinh thu hoạch được. Kể thần đó chính là biểu hiện thái độ. Tôi muốn giữ nguyện cấp độ chiến lực của đội cũ quái vật. Vũ khí âm binh không được tính là chiến lợi phẩm. Ý nghĩa sâu xa ẩn chứa bên trong, hồ vương ba đuôi đương nhiên là hiểu được. Cô ta biết rằng tôi đang có giá tâm thu thập toàn bộ thiết lực của đồ mai quân Tuy tôi, tôi không nói rõ nhưng mà thân phận của Dưỡng Quỷ sư không phải là thứ để trưng bày cho vui. Cuối cùng tôi thực sự có thể thu phục được toàn bộ thế lực của Đồ Mai Quân để mà tăng thêm sức mạnh của bản thân. Hồ Vương Ba Đuôi tự nhiên sẽ phải dùng Minh Tinh để bù đắp lại, cho nên 9 phần 10 Minh Tinh thu hoạch được, cô ta cứ yên tâm nhận lấy là được rồi. Cứ may mà Hồ Vương Ba Đuôi không phải là Dưỡng Quỷ sư. Nếu không rất có thể cô ta sẽ đòi thu thập một số yêu quái để làm thuộc hạ Khi đó tôi sẽ khó xử rồi Tôi đã lấy được bảo vật cái thìa kim loại trước Theo như thỏa thuận trước đó Phần chính lợi phẩm này không cần chia một nửa cho Hồ Vương Hơn một vạn viên minh tinh thưởng phẩm Hồ Vương ba đuôi sai các con trai lấy ra Một nghìn viên minh tinh cho vào một cái túi Sau đó thì mang tới đưa cho tôi Tôi mỉm cười nhận lấy rồi đeo lên trên lưng. Chú Minh Tinh này nhiều hơn một phần mười một chút. hậu Vương Ba Đuôi là người hiểu đạo lý, tôi sẽ không từ chối. hậu Vương Ba Đuôi tươi cười nhìn tôi nhẹ giọng nói. Phương môn chỗ ta cần phải nhắc nhở người một câu. Âm tạo địa phủ không dễ dàng đắc tội. Nếu người đã muốn, người cần phải nghĩ đến hậu quả. Cô ta đang ám chỉ ít đồ thu phục đội quái vật khổng lồ và lão quỷ đồ mai quân của tôi Câu nói này không quá độ liễu Thế nhưng mà lại thể hiện ý tốt của cô ta Tôi vốn là một người nhận trách nhiệm Truy nã các lão quỷ vạn năm trên dương gian Nếu như tôi có ý đồ giấu lão quỷ vạn năm Đổ may quân để sử dụng cho riêng mình Sau này bị bại lộ địa phủ nhất định sẽ không tha tội cho tôi Quân đoàn âm binh sẽ tới để truy sát Với sự thống trị bán đạo của địa phủ Chỉ có bọn họ mới dám trêu chọc những người khác ai dám đùa giỡn thì vút dâu cọp đắc tội với địa phủ đây tiêu mỉm cười rồi nói bằng một giọng rất nghiêm túc cảm ơn các hạ đã có ý tốt phương mẫu xin ghi nhớ tôi có nên hành động bước tiếp theo hay không cần phải xem thái độ của địa phủ một thời gian mới kết luận được không dám giấu các hạ thái độ của địa phủ gần đây rất là kỳ quái các hạ đã sớm tới thế giới này có thể các hạ không nắm rõ ở đó mới xuất hiện một quỷ vực quỷ vực đó có tên là hoang lão lính, trong số những kẻ cầm đầu ở đó ta đã từng bắt được một lão quỷ vạn năm nhưng mà không biết tại sao nước quỷ đó một lần nữa trốn thoát khỏi địa phủ để quay trở lại dương gian bất cứ một lúc nào có thể gây nên sóng gió thuộc hạ của nước quỷ đó có vô số cao thủ nói đến đây thì tôi dừng lại không nói tiếp hậu vương ba đuôi là một người rất thông minh Cô ta lập tức hiểu được thâm ý trong lời nói của tôi. Các lão quỷ vạn năm đã hình thành lên quỷ vực thứ hai, còn địa phủ thì chỉ biết dương mắt lên để nhìn, nhất định bên trong còn rất nhiều điều uẩn khúc. Đương nhiên Hồ Vương hiểu được tại sao tôi lại có cách suy nghĩ khác. Vì thái độ cổ quái như vậy của địa phủ có cần thiết phải thành thật với bọn họ không? Đã không phải là hành động khôn ngoan. Bạn Vương hiểu rồi Phương Môn Chủ, cho dù là thế nào lần này may mà có sự trợ giúp của phương môn chủ, cho nên mới có thể đánh bại được lão quỷ đồ mai quân. Nếu chỉ dựa vào bản thân, bản vương thật sự sẽ vất vả. Rất cảm ơn phương môn chủ. Ta nghĩ phương môn chủ sớm trở lại thế giới nguyên thủy, vậy thì chúng ta nên từ biệt tại đây, chung phương môn chủ thuận buồm xuôi gió. Khoan đã. Tôi bất ngờ đưa tay lên giang hiểu. Ồ, phương môn chủ còn có việc gì nữa? Tôi muốn nhờ các hạ một việc Sau một hồi suy nghĩ tôi đành phải mặt dày tiến lên một bước Môn chủ cần gì xin cứ nói thẳng ra Hồ vương bà đội nhìn tôi rất là thích thú Ta có một người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử Tên của cô ta là Ninh Bạch chân Là đệ tử nội môn của phong táng môn Không lâu nữa ta sẽ đưa cô ta trở về môn phái Nhưng mà ta không thể lưu lại ở thế giới này lâu được mà ninh mịch chân đảo hành lại quá thấp sau này chắc chắn sẽ gặp một số nguy hiểm vì vậy ta muốn rất khó khăn để nói tiếp nói đến đây tôi không thể nói thêm được nữa phương môn chủ muốn ta chiếu cố đến ninh mịch chân phải không hồ vương ba đuôi lập tức hiểu ra tại sao tôi lại mặt dày đưa ra yêu cầu này chính là như vậy không biết các hạ có tiền hay không tôi ngập ngừng nhìn hồ vương ba đuôi Việc này nói thì dễ, sau này Ninh Mịch chân sẽ được ta chiếu cố bảo vệ. Thế này đi, môn chủ nói với cô ta rằng nếu có chuyện quan trọng không thể giải quyết được, hãy bảo cô ta tí tìm ta. Hồ Vương Ba Đuôi đưa ra một phương thức liên hệ, ý tứ trong câu nói đều rất rõ ràng. Nếu là chuyện quan trọng không thể tự giải quyết, này cách khác nếu Ninh Mịch chân có thể tự mình giải quyết được những việc bảo. Vậy thì cô ta đừng tới làm phiền Hồ Vương Ba Đuôi, Điều này cũng tốt cho sự tự lực của Ninh Mịch Trân. Không giới hạn số người và số lần giúp đỡ, Hồ Vương Ba Đuôi thực sự là một người bạn tốt. Ta nhớ rồi, ta thay mặt Ninh Mịch Trân cảm ơn các hạ, sau này sẽ báo đáp. Tôi chắp tay lại mà nói, Phương Môn Chủ qua khách sáo rồi, giúp đỡ lẫn nhau chính là Vương Đạo sau này gặp lại. Hồ Vương Ba Đuôi mỉm cười kêu hãnh quay lưng bước đi, chẳng mấy chốc đã khuất trong gió cát phía xa. Mấy nữ quỷ áo tím cũng rời đi theo Xem ra đó chính là mấy nữ quỷ hầu như hồ vương ba đuôi thích chinh phục Cụ thể thì tôi không hỏi Bởi đây là chuyện riêng của hồ vương ba đuôi Không gian trung quanh vỡ nát như thủy tinh Huyến cảnh sa mạng đất tiêu tán Tôi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị tràn ngập đất trời Ngoài trừ tôi ra cuồng tiểu vệ hồ và những người khác bị mắc kẹt trong trường lực Huyễn cảnh đều bị xóa sạch mọi ký ức về nơi này. Đầu óc của tôi quay cuồng đợi đến khi tôi hồi tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đang đứng bên cạnh cuồng tiểu. Tính toán thời gian ở trong quyết cảnh một thời gian lâu như vậy, nhưng mà ở thế giới chân thực, thời gian mới chỉ có mấy chục giây, thật sự là một thủ đoạn rất kỳ quái. Phía trước mặt tôi đều là một pháp sư lúc trước đã khiêu chiến với tôi, không có thái sung đạo nhân và thái tượng đạo nhân nhưng tôi nhìn thấy tề môn đó đóa, thuần trần hòa đang trong trạng thái mê thất tâm thần. Thế như là bọn họ quên mất Thái Sung và thấy tưởng đạo nhân rồi. Tôi vẫn bảo trì hình tượng Lam Loan đạo trưởng, ý thức tàn khai, từ quan sát đám vệ sĩ và khách du lịch trong tòa nhà. Tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều người lúc trước đã biến mất, đều đang ở trong đó, không hề thiếu một ai. Quả nhiên là Hồ Vương Ba Đôi không tùy tiện giết người, điều này khiến cho tôi rất thoải mái Teymon môn đoá đoá và thuần trần hòa thượng đứng ở nơi đó ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu một lúc sau thì hai người đều quay ra nhìn tôi và cuồng tiểu tiên sinh dường như bọn họ không nhớ được mình đang làm gì thuần trần sư huynh chúng ta ở đây làm gì vậy đầu óc của tây môn đoá đoá đã bị chập mạch cô ta không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra Thần Trần nắc đầu biểu thị không hề biết gì cả. Nhìn bộ tóc già nằm lăn nóc trên mặt đất, hắn ta cũng càng tỏ ra hồ đồ hơn. Hắn ta không hiểu được tại sao mình lại tháo tóc già ra nữa. Thuần Trần bước tới nhặt bộ tóc già đội lên trên đầu. Sau đó thì hắn ta nhìn tôi, quay đầu rồi nhìn cuồng tiểu tiên sinh híp cả mắt lại. Trong đôi mắt của hắn ta chợt lóe lên, hình như hắn ta đã nhớ ra một việc gì đó gây chuyện với tôi. Đây chính là những gì bọn họ đang làm. Ở vùng ba đuôi dùng pháp thuật xóa đi ký ức vô cùng lợi hại. Hai vị pháp sư không hề nhớ được những việc đã xảy ra ở sa mạc huyến cảnh. Thậm chí ngay cả Lam Loan đạo trưởng công dám bước vào cửa để đoạt công việc làm ăn của bọn họ đều đã bị xóa trừ. Tôi không biết liệu ký ức của bọn họ có bị tổn thương hay không. Tôi không cho bọn họ cơ hội để gây chuyện Thế nên là tôi đột ngột đứng dậy nói với cuồng tiểu và đồng tử vệ hồ. Bà Đạo đột nhiên nhớ ra, còn chuyện quan trọng cần phải xử lý gấp. Không thể tiếp tục phát vụ cuồng tử thí chủ được nữa. Xin hãy chú ý tới các pháp sư xung quanh mình. Bà Đạo cáo biệt. Oái! Tề môn đoá đoá và thuần trần hòa thượng đang chuẩn bị gây chuyện. Đều đứng ngây người xa. Cả hai tên khốn này đang chuẩn bị dùng lời lẽ để mà công kích tôi. Không ngờ à, tôi lại đột ngột rút lui cho nên là cả ngày mới ngây người ra như vậy. Chỉ có quần tiểu và về hồ là biết rõ mọi chuyện. Cuồng tử tiên sinh mỉm cười và đích thân tiến côi ra ngoài cửa. Về hồ cũng đi theo phía sau tôi. Phương môn chủ, nếu sau này ngươi còn cơ hội đến với thế giới này, nhất định phải đến nhà ta làm khách mới được. Đi thế nào thì môn chủ cũng biết rồi, quần tiểu lại nhỏ giọng gần Cuộc tiểu lại gần nhỏ giọng nói với tôi. Điều này là tự nhiên bật đạo cáo từ. Tôi cười rất thoải mái. Ngăn chặn được kế hoạch đồ sắt sinh linh của lão quỷ đồ mai quân, trong lòng của tôi cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà thời gian đang rất là eo hẹp, không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Đạo trưởng lên đường bình an, quần tiểu và vị hồ cùng nhau hết lên. Tôi không ngoảnh đầu lại chỉ giơ tay lên vẫy chào Cuộc tiểu đích thân tiến tôi ra bên ngoài, đám người có vũ trang trần đường cũng không hề hỏi han gì. Vì đạo nhân này thật là kỳ lạ, một làn gió nhẹ thổi qua, mơ hồ nghe thấy thuần trần hòa thượng đang trầm giọng nói. Hắn ta chẳng qua chỉ là bị bờm dối trá có khả năng diễn xuất rất là cao trên giang hồ, giả vờ thần thần bí bí mà thôi. Loại người này ở khắp mọi nơi đều có, không hề nhắc đến đây chính là lời nói của Tây Môn Đoá Đoá. Quả nhiên cô ta không thay đổi được tính hiếu kỳ kiêu ngạo và cây nghiệt của mình. Nhưng tôi biết rất rõ, trong lòng của nữ nhân này có một nỗi đau đớn không ai có thể biết trước được. Vì vậy mà tôi có thể tha thứ cho cô ta, hy vọng trong tương lai cô ta sẽ có những thành tiệu trong phong tắng môn. Hai vị sư phụ vất vả rồi, chúng ta cùng nhau uống trà đi thôi, Quần tiểu tiên sinh đang chuyển chủ đề. Tôi liền lắc đầu cười khổ, tăng tốc độ rất nhanh tôi đã rời khỏi con phố lễ hội. Mấy tiếng đồng hồ sau tôi gặp vài cá mập hồ vương và ninh mịch chân. Hai ngôn nương này đã thay đổi đến chóng mặt, toàn thân sáng lấp lánh, trên người bọn họ đều mặc những bộ váy thời trang hàng hiệu, kèm theo rất nhiều phụ kiện đắt tiền nữa. Không thể nào không thừa nhận hai đại tỷ rất có nhãn quan với thời trang, chỉ nói đến những trang sức được chọn đều rất đắt tiền. Điều quan trọng là đeo nó vào phải có một cảm giác quý tộc, không giống như dạng con nhà giàu mới nổi. Chỉ có riêng về mấy bộ trang phục này, tất cả đều là do các bậc thầy thiết kế. Bà 10 triệu của tôi đã không cánh mà bay. Tôi vốn tưởng rằng cứ quăng cho họ mấy chục triệu là thang hồ tiêu pha, nhưng mà hiện tại xem ra, hai đại tỷ có bản lĩnh tiêu tiền đẳng cấp trên thế giới. Nghe Ninh Mịch chân nói lại hai đại tỷ đã ghé vào mấy khách sạn lớn. Cô ta đang gọi những món ăn ngon nhất, đồ ăn đắt nhất, số lượng đồ ăn nhiều đến mức khiến mấy cô phục vụ tái xanh mặt vì kinh hãi. Nói tóm lại mấy chục triệu tệ chỉ tiêu pha trong mấy tiếng đồng hồ, hiện tại chỉ còn xuất lại mấy vạn tệ, khả năng tàn vá tiền bạc của hai đại tỷ đáng cười ngạo với thiên hạ. Nên nhận khốn kiếp này tỏ ý rất hài lòng, Tôi chỉ còn biết thầm kêu trời, lại phải mất thời gian dỗ dành rất lâu. Cuối cùng tôi mới đưa được bọn họ ra sân bay, sau đó thì đặt bao vé khoang hạng nhất. Không lâu sau thì máy bay đã cất cánh, mang theo chúng tôi đến tỉnh Lỵ, nơi có tống đàn của phong táng môn. Trong chuyến bay cá mập Hồ Vương nói chuyện với tôi về vụ cá cược 100 triệu nhân dân tệ trong một ngày. Tôi vốn nghĩ cô ta đã tiêu hết mấy chục triệu, đủ vui rồi cho nên xếp bỏ qua không ngờ nữ nhân này vẫn còn chưa hề quên chẳng còn cách nào khác tôi đành phải nói với cô ta rằng việc này đã được giải quyết xong cô ta không tin cho nên tôi đành phải nói rõ sự thật sự thật là như thế này khi tôi rời khỏi khu phố lễ hội thì quần tiểu đã nói thầm với tôi sẽ thanh toán tiền thù lao cho tôi bởi vì môn chủ của mao sơn quỷ môn đã hóa trang thành lam loan đạo trưởng đã ra tay xử lý vụ này. Làm gì có đạo lý một đại nhân vật như vậy lại đi làm việc không công? Điều này không phù hợp với quy tắc của đạo thượng. Nếu hắn ta vì vui vẻ nói ra như vậy, tôi cũng không khách sáo mở miệng đòi hắn ta 60 triệu, còn phải là sau thuế. Còn tiểu rất là vui vẻ đáp ứng, thậm chí là còn muốn đưa thêm, nhưng mà tôi đã nghiêm túc từ chối. Bởi vì tôi đã phải liều mạng giúp hắn ta thoát khỏi đại kiếp nạn. So với minh tinh thì tiền bạc của thế gian chỉ là cơn mưa phùn. Tôi hiện tại có thể yên tâm nhận lấy số tiền này. Sau khi chúng tôi xuống máy bay, từ chiếc điện thoại di động mới mua, tôi đã nhắn tin gửi đi số tài khoản của Ninh Bịch chân Nghe tôi nói như vậy, hai đại tỷ mới chịu dừng lại. Cô ta nói rằng đợi khi mà tiền chuyển tới rồi hãy tính. Cô ta không hỏi về sự tiến triển của sự kiện linh dị, cho nên tôi cũng không có nói thêm. Tôi chỉ mỉm cười không nói gì cuồng tiểu sẽ không bao giờ thất tín. Trên máy bay phải tắt điện thoại di động, cho nên là chưa nhận được tin nhắn mà thôi. Chỉ gần chúng tôi vừa xuống máy bay, tin nhắn sẽ được chuyển đến. Đến lúc đó tôi sẽ đưa cho cá mập hồ vương xem, cô ta sẽ đen mặt thừa nhận mình đã thua trong cuộc cá cuộc này, nhất định cô ta sẽ hối hận. Buổi tối hôm đó máy bay của chúng tôi hạ cánh xuống một sân bay của một thành phố lớn gần đây khu vực núi Hoàng Ốc Sơn, tin nhắn chuyển khoản đã được gửi đến đúng như đã hứa. Hai đại tỷ đen mặt nhận thua, trong lòng của tôi rất vui. Cho đến lúc này vụ cá cuộc 100 triệu dương hành tôi đã có kết quả. Nhưng mà ngay sau đó tôi không thể vui mừng được nữa, bởi vì sắc mạnh của hai đại tỷ đã thay đổi. Cô ta vui vẻ chỉ thị cho Ninh mịch chân giúp cô ta tiêu tiền số này trong mấy ngày nữa nhất thời toàn thân của tôi cảm thấy đau nhất. Quá trình bay kết thúc căn bản không thể bay trực tiếp đến gần khu vực Hoàng Ốc Sơn. Tổng đàn của Phong Tăng Môn đặt ở Hoàng Ốc Sơn, vị trí là một vùng cao nguyên, là nơi xa xôi nhất của tỉnh. Đỉnh núi chính xuyên qua dãy núi phía đông và phía tây chính là núi Hoàng Ốc, độ cao hơn 9 km so với mực nước biển. Đó là một đỉnh núi được bao phủ đầy tuyết, những ngọn núi trải dài gần vạn dặm, mà khu vực trung tâm chính là đỉnh núi đầy băng tuyết đáng sợ này. Tổng đàn chính của Phong Tăng môn được đặt ở vị trí chính giữa đỉnh núi. Nơi đó rất ít khi có dấu tích của con người, quanh năm phủ đầy băng tuyết, còn có rất nhiều trùng trần pháp mang theo từ trường vô cùng đáng sợ được bày bố, ngay cả máy bay cũng không dám bay qua khu vực này. Chỉ có pháp sư trên đảo thượng mới hiểu được khu vực này đáng sợ như thế nào. Nguyên nhân đều là do phong táng môn. Không một pháp sư hay là yêu ma quỷ quái nào dám phi hành trên không trung trong khu vực này. Đây chính là điều mà phong táng môn đã nhiều lần cấm đoán. Đệ tử của bọn họ đã đuổi tới, ra vào đều phải dựa vào đôi chân để đi đường. Sử dụng pháp thuật hệ phong để phi hành là điều bị cấm, không được phép sử dụng. Nói tóm lại phong tắng môn lý đỉnh núi Hoàng Ốc làm trung tâm, quản lý một khu vực có bán kính hàng ngàn dặm, không ai dám thách thức quyền uy của đại nhân vật đỉnh cao. Do có sức mạnh còn đến đầu đi chẳng nữa, cho dù có khả năng thăng thiên động địa, nhưng mà khi đặt chân đến khu vực này, tất cả đều phải ngoan ngoãn, dùng đôi chân để di chuyển. Từ trường có mạnh điện thoại di động máy tính và ô tô đều bị hỏng khi tới nơi này, nơi đây đã trở thành một trong những khu cấm địa trên thế giới. Sau khi nghe Ninh Bịch Trân giải thích về đặc điểm của núi Hoàng Ốc, tôi và Hải Đại Tỳ đều đồng thanh than khổ. Điều này có nghĩa là phương thức tiết kiệm sức người để đi đường tới thành phố này là kết thúc. Quãng đường còn lại bao gồm cả quá trình đi lên đỉnh núi phủ đầy tuyết, chỉ có thể tự đi bằng đôi chân mà thôi. Tôi và các mập hồ vương đang phải phong ấn đi đạo hành Phong táng môn rất quan tâm chú ý đến sự dao động khí thức của các cao thủ. Chúng tôi không muốn bị điều tra, điều đó là rất khó chịu. Về phần toàn bộ câu chuyện Ninh Mịch chân quay trở lại, chúng tôi đều chuẩn bị sẵn lý do. Sự biến mất của Tống Đàn Tuyết không thể giải thích cặn kẽ được. Ninh Mịch chân cũng không thể thông báo với Phong táng môn rằng sư muội Tống Đàn Tuyết đã đi tới một thế giới khác phải không? Hơn nữa thân phận của cả tôi và các mập hồ vương đều cần giữ bí mật. Vì vậy Ninh Mạch chân chỉ có thể lựa chọn biện pháp nói dối, không thể nói ra được sự thật. Tôi và các mập hồ vương đến thăm viếng phong táng môn với danh nghĩa tán tu, bởi vì đạo hành và thân phận của tán tu luôn rất khiêm tốn, cho nên sẽ không có những nhân vật cấp cao tiếp đón. Cũng sẽ không phải gặp những nhân vật có cấp độ lục địa thần tiên đương nhiên cũng không cần phải lo lắng về việc bị nhìn thấu qua lớp ngụy trang. Phong tắng môn được coi là rất hiếu khách, Ninh Bạch Chân đã cho hai chúng tôi một danh phận là ân nhân cứu mạng. Tôi nghĩ nhất định sẽ được đãi ngộ rất tốt, như vậy là đủ rồi. Mục đích của các mập hồ vương là trà trộn vào phong tắng môn, sau đó thì do thám năm về bắn bộ phi tiên. Hành động cụ thể như thế nào, đó không phải là công việc của tôi, đương nhiên tôi không cần phải hỏi thêm. Mục đích của tôi là muốn đưa Ninh Mạch Chân an toàn trở lại tổng đàn của Phong Táng môn. Còn vài tiếng nữa là tới thời gian tiếp điểm thời không hỗn loạn xuất hiện, tôi hy vọng Phong Táng môn có thể cung cấp một nơi để có thể bế quan. Trước tiên phải luyện hóa đạo hành dự trữ trong cơ thể để xem tôi có thể nâng cấp linh hồn lên hàng lục địa thần tiên hay không ninh bạch trân hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này của tôi theo như cô ta nói phòng táng bồn rất có nhiều mật thất thích, thích hợp để mà luyện công ở những nơi đó có bố trí những trận pháp để mà tập trung thu hút năng lượng tôi được coi như là đạo hữu của cô ta đương nhiên sẽ được ưu đãi việc phân cho một phòng để luyện công chắc hẳn là không có vấn đề gì đầu tiên chúng tôi tìm lấy một khách sạn bình thường trong thành phố để nghỉ ngơi sau khi chúng tôi đã nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ đi suốt đêm nhằm thẳng về núi cổ Hoàng Ốc mà xuất phát. Đều là những người trong đạo thượng đương nhiên chúng tôi không cần phải chuẩn bị những thứ như là áo ấm. Đối với những người bình thường mà nói đó là một môi trường vô cùng khủng bố. Nhưng mà đối với chúng tôi không có gì khác biệt với đi trên đồng bằng. Còn phản ứng với chứng sợ độ cao thì càng không cần phải nhắc đến một chút cảm giác không thoải mái cũng không hề có. Nói đùa gì cứ chứ tôi đang ở trong trạng thái của âm hồn, hai đại tỷ là đại yêu vương, một chút khó khăn này đã coi là cái gì. Bầu trời đêm trên cao nguyên trong xanh, gió sen lạnh, một cảm giác bầu trời đầy sao như trong tầm tay, có thể giơ tay lên hái là được. Cảnh đẹp này khiến cho tôi và hai đệ tỷ không ngớt lời tán thán cả hai chúng tôi đều chưa bao giờ có những trải nghiệm du lịch trên cao nguyên. Chúng tôi đã rời khỏi thành phố từ lâu, đang đi bộ trong vùng hoang dã. Từ phía xa xa tôi có thể nhìn thấy toàn bộ ngọn núi hoàng ốc in dấu sừng sững trên bầu trời. Hai phần ba đỉnh ngọn núi này đều bị băng tuyết bao phủ. Tất cả đều là một vùng rộng mênh mông một màu trắng xóa. Gió lạnh thấu xương khiến cho người ta phải dùng mình sợ hãi. Kể thật nếu như cho phép chúng tôi được phi hành với tư cách là một âm hồn, thì có thể bay tới tới đó từ lâu. Đáng tiếc nơi này bị kiểm soát quá nghiêm ngặt. Một khi bước vào trong địa hạt của phong táng môn, chúng tôi đều có thể cảm nhận được những trùng trần pháp rất nặng nề. Lượng năng lượng của những trần pháp này không ngừng quét qua người chúng tôi. Sau khi đã xác nhận được thân phận của Ninh Mịch chân, những dao động năng lượng của trần pháp mới bình ổn lại nếu như trần pháp xác nhận có sự xuất hiện của địch nhân có lẽ trần pháp sẽ kích hoạt sự công kích nếu như tạm thời không có cách gì xác định được thân phận là địch nhân hay đảo hữu trần pháp sẽ tiếp tục theo dõi phạm vi và quy mô phòng thủ nghiêm cẩn không thể tưởng tượng nổi phong tắng môn có thể phát triển đến địa vị bá chủ như ngày nay vậy mà phong cách làm việc vẫn rất thận trọng điều này khiến cho tôi rất có ấn tượng về phong táng môn đồng thời tôi càng hiếu kỳ hơn đối với tình hình phát triển của phong táng môn đến mức độ nào mẹ má nhược loãn có được một nửa cuốn âm dương bí kíp trong cuốn bí kíp đó ngoài đạo pháp gia phần nhiều là những pháp thuật quỷ đạo và bí thuật dưỡng quỷ nhưng mà thông qua ninh mịch chân và tống đan tuyết từ sớm đã hiểu được rồi bọn họ đều là đệ tử nội môn nhưng mà đều không biết được dưỡng quỷ thuật điều này có nghĩa là nói mẹ tôi đã cố gắng ngăn cản không cho các đệ tử dễ dàng tiếp cận dưỡng quỷ thuật điều này là rất có khả năng một khi pháp thuật này mất đi sự khống chế nó gây ra vô số sát nghiệp tôi cảm thấy rằng nhất định phong táng môn phải là một phương pháp tuyển chọn người để mà truyền thụ pháp thuật dưỡng quỷ thông thường các đệ tử nội môn đều không được truyền thừa có khả năng chỉ những đệ tử nội môn cút cán mới có thể được khai phái sư tổ mã nhược noãn truyền thừa dưỡng quỷ thuật đã được cải tiến của phong táng môn đây chỉ là suy đoán của tôi có phải như vậy hay không thì vẫn chưa có manh mối nào xuất hiện nhưng mà tôi tin rằng bên trong phong táng môn nhất định phải có sự tồn tại của những bậc dưỡng quỷ đại tông sư tôi chỉ hy vọng sự xuất hiện của chúng tôi sẽ không thu hút sự chú ý của những cao thủ này nghe Ninh Bạch Chân nói một số cao thủ rất thích bắt Quỷ Vương để mà luyện đan và tinh luyện pháp khí. Những sự tình này thường xảy ra ở thế giới này. phải chăng điều đó có nghĩa là sức hấp dẫn của dưỡng Quỷ sư đối với Quỷ Vương là rất lớn? Tôi không dám tưởng tượng rằng nếu thân phận Quỷ Vương của tôi bị bại lộ, liệu có dẫn đến tình trạng bị các dưỡng Quỷ Đại tông sư của Phong Tăng môn truy sát hay không? Nhưng mà tôi tới phong táng môn mang theo ý nguyện hòa bình và hữu hảo. Bởi vì mẹ tôi chính là người sáng lập ra phong táng môn, tôi hy vọng sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình để đi đường, nhưng tốc độ của chúng tôi cũng rất nhanh. Gió và tuyết mỗi lúc càng lớn hơn, nhưng mà khi gió tuyết thổi tới trước mặt, cách chúng tôi khoảng chừng một mét, chúng tự động tách sang hai bên, Nhị đình nối vụ đầy băng tuyết mỗi lúc một càng gần tôi thiết lập một pháp thuật cách tuyệt quy mô nhỏ sau đó thì quay đầu nói với nữ yêu vương hải tỷ nhất định phải thu hết yêu khí của mình vào nơi này rất không bình thường nếu như khiến cho các cao thủ cái thế phong táng môn chú ý tới nhất định hải tỷ sẽ gặp nguy hiểm cần phải nhớ rằng hải tỷ đến đây là để do thám không phải đến để gây thù trúc oán các bà mộ vương liếc nhìn tôi rồi mỉm cười. Có cần ngươi phải nhắc nhở sao? Ta ăn muối còn nhiều hơn người ăn cơm đấy. Đối với bản vương mà nói, phòng tắng bồn cũng được coi là long đàm hổ huyệt. Đương nhiên ta phải cẩn trọng. Tuy nhiên phượng lão đệ, nếu như tung tích của bản vương bị bại lộ, bị đám cao thủ của phong tắng môn truy sát, người có giả tay giúp ta không? Có sự giúp đỡ của ngươi thì bản vương tự tin phán được vòng vây để thoát đi đừng nói như vậy hải đại tỷ chúng ta không nên có suy nghĩ này phải không cứ thành thực làm khách mấy ngày là được rồi cố gắng không gây ra xung đột với phong táng môn bí mật tìm cách điều tra số lượng bán bộ phi tiên trong phong táng môn sau đó thì nhanh chóng rời đi càng sớm càng tốt đừng bị tiện gây ra rắc rối gì ta là quỷ ngươi là yêu ngay khi mà thân phận bị bại lộ nếu không cẩn thận chúng ta có thể bị vây khốn tại nơi này Tôi bị các mập hồ vương làm cho sợ hãi nhảy dựng cả lên. Tính bứng bỉnh của nữ nhân này mà bụng lên thật sự rất đáng sợ. Đây là khu vực gì cơ chứ? Đây là nơi đặt tầm đàn chính của phong táng môn. Một môn phái khủng bố nhất thế giới. Sao có thể tùy tiện vọng động được? Đó chẳng phải là tìm đến cái chết hay sao? Trong ngươi đất sợ hãi đến như vậy ta chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi. Người sợ ư ai lại ngu ngốc đi quẩy phá trong địa hạt của phong táng môn ta sẽ tìm một số nhân sự cao cấp để ra tay sau đó thì mê hồn để thăm dò tin tức tình báo sau cùng ta sẽ xóa bỏ đi một phần ký ức của họ thần không biết quỷ chẳng hay lúc này chúng ta chỉ có hai tán tu tự do may và cứu được mạng sống của ninh mịch chân cho nên là khi theo tới phong táng môn để thiết lập mối quan hệ mượn quan hệ này để mà sau này dễ dàng làm việc hành tàu giang hồ. Liệu với thân phận đơn giản như vậy, chẳng lẽ lại thu hút đến sự chú ý của đám lục địa thần tiên trong phong táng môn? ngươi đừng lo lắng chỉ cần không đối mặt với bọn họ, ai có thể nhìn thấu sự ngụy trang của ta và ngươi. Các bẩm hộ vương không hề khách sáo lên tiếng để trí nhạo tôi, đặc biệt là cụm từ đừng lo lắng. Với tính cách ngang bướng của cô ta, Tôi có thể không lo lắng được sao Nhất thời mặt của tôi đen lại Được thôi đây đều là những lời cô ta đã nói Một cũng là cô ta Hai cũng là cô ta Lật mặt thành mây Quay đầu thành mưa Loại ra mặt dày nhất thiên hạ Bất kể là nói điều gì Lý lẽ bao giờ cũng thuộc về cô ta Các mập hộ vương luôn là người có lý Đúng là không ai bằng cô ta cả Tại sao tôi lại bị cô ta lôi kéo tới nơi này? Đã vậy còn phải cật lực kiếm tiền cho cô ta ăn chơi. Số tôi đúng là quá đen đổi. Tôi rất muốn mở miệng mắng trời cô ta. Ninh Mịch chân đã bên cạnh lắng nghe các Bập bộ vương nói. Cô ta nhíu mày. Có lẽ không thể nhẫn nhịn được nữa cô ta liền cười phá lên. Ninh Mịch chân có chút ngượng ngùng liếc nhìn tôi. Sau đó thì vội vàng quay sang các Bập bộ vương mà nói. Hải tỷ không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Hàng năm đều có rất nhiều tán tu vì ngưỡng mộ mà tới thăm viếng phong tắng môn. Còn có cả một số đào hữu mà các đệ tử đã kết thân ở bên ngoài đến chơi. Vì vậy mà phong tắng môn luôn rất là hoan nghênh. Trong tổng đàn của phong tắng môn có những khu nhà chuyên dành riêng để tiếp khách. Còn có dịch vụ cung cấp cho khách, một số khu vực được mở cửa cho khách. Chuyện này là thường xuyên xảy ra cho nên là hai người là ân nhân cứu mạng của ta đến chơi. Phong tăng bồn sẽ đối xử rất chủ đáo, tuyệt đối sẽ không gây ra phiền phức cho hai người. Cứ như vậy yên tâm chơi mấy ngày lần được rồi. Chỉ có điều Hải tỷ tỷ nếu mà tỷ tỷ thực sự muốn điều tra thông tin về số lượng bán bộ phi tiên của bản môn, có thể tỷ tỷ sẽ gặp phải nguy hiểm. Theo tôi Hải tỷ tỷ cứ làm du khách, cứ vui chơi thoải mái ở nơi đây vài ngày là được rồi cần gì mà phải bận tâm đến những thông tin tình báo đó. Ninh Mạch Chân cẩn thận đưa ra lời đề nghị. Cô ta không muốn cá mập hồ vương ở trong phong tắng môn lại xảy ra chuyện. Đại yêu vương thì đã làm sao, nơi này không thiếu những người có bản lĩnh. Ninh Bạch Chân và cá mập hồ đã thân thiết với nhau trong suốt thời gian vừa qua. Đây chính là chủ ý mà cô ta dành cho cá mập hồ vương. Con tiểu nhan đầu này là rất biết cách khuyên người, nên yên tâm đi Tỷ tỷ đây tuy rất là nóng tính Nhưng mà sẽ không gây ra chuyện gì đâu Lại nói cho dù thân phận có bại lộ Môn phái cũng không trách được ngươi Một yêu vương một quỷ vương Đó không phải là những thứ mà ngươi có thể nhìn thấu được thân phận Hải tỷ không phải do ta lo cho bản thân của mình Mà lo lắng cho tỷ tỷ Ninh Bạch Trân vội vàng giải thích Không phải là cô ta sợ mình bị liên lụy còn nha đầu này ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi phải không các mầm hộ vương bước tới nắm tay của ninh mịch chân cười nói không cần nói ta cũng hiểu hết ngươi đã có lòng tốt nhắc nhở ta tôi biết rồi hài tỷ tỷ ninh mịch chân vút theo nói một câu các mầm hộ vương rất biết cách xoa dịu ninh mịch chân loại bỏ đi sự khác biệt giữa một người và một yêu quái nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn họ nắm tay nhau đi trong gió tuyết thực sự rất là đẹp và quyến rũ. Chỉ có mình tôi là người thích thưởng thức những cảnh tượng đẹp đẽ, cảnh tượng hai chị em họ nắm tay nhau đi trong gió tuyết, thực sự là hấp dẫn. Nhìn cảnh tượng này trong lòng của tôi có chút sao động, kể thần sinh vật luôn không ngừng phát triển, quan điểm quần tộc đáng lẽ nên ném vào cắt bội của lịch sử từ lâu. Con người ta phải mở lòng ra để ngắm nhìn thế giới, đó mới là thể hiện của sự tiến bộ cùng thời đại. Đáng tiếc là tư duy cầu hồ cứng nhắc của bọn họ lại không nghĩ như vậy. Muốn xuất hiện ở thế giới này chỉ là những lời nói mơ ngủ của kẻ xỉ ngốc. <laughs> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này